Ok và hello cho các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình ha. Thì hôm nay trong video này mình sẽ đến với một cái tựa game có tên là Halloween Simulator ha. Thì bây giờ là tháng 10 rồi, cuối tháng này sẽ là cái kỳ lễ Halloween ha, một cái kỳ lễ khá là lớn trong năm của nước ngoài nha. Thì kỳ lễ này là một cái kỳ lễ dành cho những cái kiểu như là những cái bộ phim kinh dị các bạn, những cái người mà muốn hóa trang kinh dị ha, những cái câu chuyện ma các kiểu. Rồi, thì mới vô á mình không biết tại sao mình lại hóa thân thành một cái body vuông nữa. Chắc có lẽ là do game này ha. Và nó quăng mình tới một cái góc này nè các bạn, không biết là cái gì luôn. À, phía sau mình là một cái ba lô có 15 sức chứa. Và cái ba lô này là một túi giấy ha. Ở đây có những cái nhà nè. Ô, chạy ha, cái này chắc tốn robot quá. Mới vô không biết cách chơi luôn, nhưng mà mình có một cái code. Đây, nhập cái code là trick or trick ha. Khá là khó đọc. Cho kẹo phải bị ghẹo, các bạn phải viết in hết nha các bạn. Redeem. Cho mình được 100 tiền, yay, 100 tiền. Ở đây mình có gì đây, khoan khoan để mình coi coi. À, cái chỗ này á, là một cái nơi để mình có thể bán, để mua bán nè. Ở đây có những cái khu có level khác nhau nha. Airy Venus 15 hoặc là mua 150 Robux nè. Có vẻ như là khá là hút máu đây. Ở đây một cái gì đây, Mystery Mansion, một cái biệt thự các bạn, biệt thự bí ẩn ha, level 50. Hoặc có thể mua với giá là 250 Robux. Mình có một cái lon Coca-Cola, không phải lon tăng lực các bạn ơi. À, mình uống là mình lên kinh nghiệm. Được đấy. Ở đây level 30 nha. Khu vực này level 1 nha, là khu vực hồi nãy mình spawn vào cái bản đồ này. Chà, từ đây lên level 30 cũng khá là lâu hen. Ở trong đây mình có là, wow, cái này là costume nữa các bạn. Không phải, tức là những cái người mình sẽ hóa thân thành những cái bộ trang phục cosplay ha. Thì nó sẽ cho mình một cái lucky là 1%, một cái power là 1. Ok, càng ngày càng lên, wow. Cái đầu đẹp ha, cái đầu tàng hình nè. Rất là nhiều luôn, school chopper 1,5 20, ô có 25 tiền thôi. Như vậy á, là mình được 75 tiền. Mình có thể mua được cái này. Đây là costume nè các bạn. Đây là toy. Toy là đồ chơi thì giúp mình có thể tăng kinh nghiệm ha. Ok, 200 robot luôn. À, cái này là một cái teleport. Rồi, về ba lô chúng ta có một cái ba lô cơ bản 50 tiền. 50 tiền là ba lô xuống dưới 30. 50 pillow à, cái gối à. Hình như là John vào group này rồi, nó sẽ cho mình một cái bộ trang phục gì đó. À, đây đúng không? Ô, oh, thì khi các bạn mà join vào cái group của tựa game này, mình sẽ để cái link group bên dưới nha. Thì chúng ta sẽ được một cái costume như thế này cũng khá là xịn các bạn. Đây nè, nó có, khoảng để mình coi coi, nó có giá tiền khoảng tầm 50 tiền á, mình nghĩ là vậy ha. Bởi vì nó cho chúng ta cái độ may mắn 50%, cũng như là cái cục kẹo là 2,5 ha, tức là sức mạnh của chúng ta. Ok, ngon ngon ngon. Chắc mình sẽ mua cái ba lô quá. Mua ba lô đi. Đây, sức chứa 50, cho nó nhiều ha. Ngon lành liền. Bây giờ mình sẽ đi qua khu level 1. Vừa đi vừa uống coca ha. Bởi vì hiện tại mình chỉ mới có cấp 1 thôi. Rồi mình sẽ vào từng nhà coi thế nào ha. Mình xem trên mạng thì đồ chơi cũng khá là nhiều á. Tức là có hai trường hợp ha. Cho kẹo hoặc bị kẹo. Nếu mà cho kẹo thì chúng ta sẽ nhận được trực tiếp tiền và kinh nghiệm luôn. Còn nếu bị kẹo thì chúng ta phải thực hiện một cái thử thách. Chắc là OB rồi. Ok, cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Ô, một anh snowman. Lít vào đây ha. Cho kẹo hay bị kẹo? Đó, cho kẹo các bạn ơi, mình được 25 kẹo và 10 kinh nghiệm. Vui vui. Vui 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 vui. Một cái nhà này khá là u ám đây. Hello, cho kẹo hay bị kẹo? Một cô gái ha, với một cái áo hình con cọp. Cho kẹo hay bị kẹo? Cho kẹo luôn. Hay vậy ta, ồ bán luôn. Và cái độ may mắn các bạn thấy hồi nãy á, cái này nè. Cái lất này nè, là cho chúng ta cái tỷ lệ càng cao thì chúng ta có thể đỡ gặp những cái chặng OB ha. Thì khi các bạn hoàn thành OB thì các bạn vẫn nhận được cái kinh nghiệm và kẹo thôi. Rồi vô nhà này coi. Hello. Một cái nhà xanh chuối. Một anh thanh niên. Yay, cho kẹo hay bị kẹo? Đó, nó hiện như vậy là nó kẹo mình nè. Có thời gian các bạn ơi. Really, really. Ui. Ui, dồi chết luôn. Cái gì vậy, cái OB nó khó vậy. Không thể hiểu nổi. Cái OB đúng khó luôn. Thiệt là buồn đâu mà. Ồ, cái này nó chưa có hồi nè. Phải mất khoảng bao nhiêu giây á thì nó mới hồi. Rồi. Ôi, cái thằng này nữa. Cho kẹo hay bị kẹo? Rồi nữa, thanh niên này. Ồ, oh, wow. Các bạn chơi từ game này, các bạn hãy luyện cái trình OB của mình ha. Có thời gian bên dưới nha. Rồi, thành công rồi. Success là thành công nha. Và chúng ta nhận được tiền cũng như kẹo. Game này cũng khá là dễ chơi ha, cũng khá là vui ha. À, và mình quên những cái game pass trong này là gì, để lát mình quay trở về shop thôi. Không biết game này có game pass hay không nữa. Chắc là sẽ có chứ. Đó. Ồ, oh,
nguyên một cái dây chuyền vàng Rolex luôn cho kẹo hay bị kẹo. Có kẹo nè, ngon lành, lên cấp 2 liền. Ghê chưa, ghê chưa. Rồi, một anh trực tuyến nữa nè. Sao anh di chuyển nhà nhiều quá vậy? Có anh em xin đôi gì không? Rồi, xong nó ghẹo mình luôn. Chơi gì đây à nữa. Thì thật ra OB cũng có mấy cái thôi các bạn ơi. Nó chỉ làm khó mình mất thêm thời gian cái phần nhảy OB thôi, thấy không? Nhưng mình nhảy OB gà mình vẫn còn làm được. Đây, một cái túi không đáy hiển thị ở đây là 750 Robux. Mình được 50 tiền rồi. Ok, 50 tiền thì chắc mua một cái đồ chơi quá. À chưa, 55 tiền. Còn bao nhiêu cái ta? Rất là nhiều luôn. Mà mình nghĩ là chúng ta nên nâng vào ba lô các bạn ơi. Bởi vì nếu có khi các bạn qua những khu vực mới á thì nó sẽ cho chúng ta cái kinh nghiệm khá là nhiều cũng như cái tiền khá là nhiều. Uống uống uống. Chúng ta sẽ tiếp cận với một ngôi nhà màu trắng này. Nó sẽ cho chúng ta cái gì đây? Oh, hello anh tóc vàng. Anh cho kẹo hay bị kẹo đây? Oh, kẹo à. Thông minh đấy. Các bạn thấy mình cosplay không? Rất là kinh dị. Tai thỏ các kiểu đồ. Không có đầu. Hello, hello. Cho kẹo hay bị kẹo? Trời, nó kẹo mình rồi. Ốp bi gì đây? Ốp gì ra vậy? Ờ, rớt luôn. Khó quá, khó quá. Những cái đó khi biến thành màu đỏ thì nó sẽ bị ẩn à. Hầm, không được gì hết. Xin cái nhà đó không được kẹo gì hết. Ở đằng kia mình thấy có một cái gì các bạn ơi. Có một cái hang động, đúng rồi. Cho kẹo hay bị kẹo? Yay, thank you man. Ở đây rồi. Sao mà nhanh vậy? Chúng ta sẽ mua một cái backpack tiếp theo bao nhiêu tiền? 250 tiền ha. Mua cái toy đi. Cái toy thì giúp chúng ta có độ lucky cũng như là lên cấp cho nó nhanh. 55 nè. Rồi ok. Mình có một cái trứng gà bạn ơi. Cái gì vậy? À chọi trứng à. Ghê đấy man. Ghê đấy. Đùng 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 các kiểu đồ. Mình vừa phát hiện ở đây có một cái hang động thì phải đúng không? Ở đâu đây nè? Đấy, mình nói mà. Oh wow. Caveman à. Trời ơi. Ghê quá, ghê quá. Cho kẹo hết bị ghẹo nào. Rồi, nó ghẹo mình luôn. Làm gì đây? Ôi trời. Người hang động. Ủa, cái này cũng dễ mà. Ê, chết tôi. Trời, mới nói luôn. No. No, không thể nào. Có một điều là cái khu vực này nó cho cái cấp nó khá là chênh lệch ha. Cấp 1 rồi cấp 15 đúng không? 15, 30 và 50. Luyện cũng khá là chua đó các bạn ơi. Không phải dễ đâu. Hello, gì đây? Rồi nữa. Sao số mình xui vậy? À. À mình nghĩ rồi cái gì? Mình vừa định nói là mình sẽ đi cái hướng bên kia thì nó sẽ dễ hơn. Nãy giờ không có gì luôn. Đi xin kẹo mà trắng tay rồi. Tay trắng tay mà thôi. Vô. Bật cái trứng lên các bạn. Ăn cái trứng có kinh nghiệm mà. Nữa hả? À, cái này thì được. Tính ra nãy giờ hình như là có khoảng 4-5 cái OB vậy các bạn. 4-5 cái ha. Cái người hang động là một cái riêng. Còn ở bên ngoài thì có 4-5 cái. Không biết là qua những cái góc độ khác thì nó có hay không. Nhưng mà chắc là cũng khá là thú vị á. Hello. Trời, xui vậy. Đấy, I can do it. Rồi fail luôn, trời ơi. Fail luôn. Buồn. Buồn cú gà. Tiếp tục, tiếp tục. Xong cái này mình về mình coi game pass nha các bạn. Coi game pass nó có gì. Rồi cho kẹo luôn, full không? Chưa full. Mà thôi về thôi, sell. Đó. Game pass đâu rồi? Oh, phát hiện ở đây không có một cái gì đó bán game pass à. Nó phải có một cái nút gì đó game pass chứ. Ở đâu đây? À không có. Mình sẽ kiếm từng cái ha. Về costume. Để xem. Ôi có bộ đồ gà nữa nè. 6.500 tiền. Cho chúng ta 5% may mắn và cái power 100. Có lẽ là cái số tiền mà tối đa chúng ta nhận được á, từ cái con gà này 100 á. Nhiều đấy. Wow. Oh. Khoan. Cái trang phục cuối cùng là bomb skin gear. Tức là một cái ma vương các bạn. Ma vương bí rợ ha. Cho chúng ta cái power 13.000 mấy, 5 triệu tiền, lucky 15%. Cái này mua bằng robot nè, 1.900 robot, lucky 25% và cái power 25.000. Headlet các bạn, headlet là 3.400 robot ha. Sức mạnh siêu khủng.
còn cái thoi như thế nào. Đương nhiên cũng phải có robot rồi, đó mới thấy 1900 robot. Ghê đấy, Mythical Staff các bạn ơi. Ngon. Còn nữa không? À, một cái teleport là 200 robot. Hết rồi. Cái cuối là 3 triệu bốc tiền á. Một cái kiếm bằng vàng, bốc lửa, bốc khối các kiểu. À còn cái này thì bạn thấy là một cái túi không đáy là 750 robot đúng không? Chó kẻo bị ghẹo, giỏi nó ghẹo mình rồi. Ô cái này. Một cái obi khá là quen thuộc. Chắc cái này không chết đâu đúng không? Sẽ không chết đâu. Yay. So shit. Ngon. Wow wow wow. Tiếp nào, cho nó full nào. Ok. Chó kẹo hay bị kẹo? Rồi, chó kẹo rồi. Chiếu chiếu các kiểu đồ. Chọi trứng, lên cấp 3 không ta? Chọi trứng, chắc một cái nữa mình sẽ lên cấp 3. Chó kẹo đi, đừng có ghẹo tôi mà. Khổ lắm. Đúng rồi. Ok, lên cấp 3 luôn các bạn ơi. À, bán thôi, đầy rồi. À, lên cấp 15 mình sẽ qua được khu vực bên đây. Kiểu như một thị trấn khác ha, hiện đại hơn rất là nhiều. Ok, thì đó cách chơi từ game này ha, và hy vọng bạn sẽ thích video này. Đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và mình sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.